Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với DMP Vlog. Và hôm nay đây là Phong Xẹo, Hiếu Siêu Nhân và Trang Vun. Quá tuyệt vời, hôm nay có một mỹ nhân để thử nghiệm với chúng ta. Trang Vun. Trang gì? Tôi. Chào các bạn. Yeah. Vâng, hôm nay bọn mình sẽ làm một cái thí nghiệm rất là tuyệt vời liên quan đến Samianari. Và bọn mình sẽ thứ nhất là cho tác dụng với nước, nhưng mà bọn mình thử xem là nó có nổ không khi bị bịt kín. Và trường hợp thứ hai là bọn mình sẽ thử xem cái khí mà thoát ra khi phản ứng với nước đấy nó có làm bay được không. Đây, bọn mình đã chuẩn bị các dụng cụ thí nghiệm đây. Và đây là chai nước này. Đấy. Và đây là natri này. Đấy. Đấy. Và đây là cái mà chúng mình chuẩn bị để xem nó có bay được không. Và đây là Hiếu Siêu Nhân. Đấy. Phong Xẹo mà. Người đẹp của chúng ta. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Let's go. Vâng thưa các bạn, và bây giờ Hiếu Siêu Nhân sẽ trực tiếp hôm nay thí nghiệm đòi cắt natri. Và đây là chai nước. Và bây giờ bọn mình sẽ làm thí nghiệm này. Gái gú thì tí nữa xuất hiện. Còn bây giờ là thí nghiệm đã. Ok. Và bây giờ let's go. Hiếu Siêu Nhân cắt đi. Yeah. Các bạn đợi tí. Đây. Tay bình thường không vấn đề gì cả. Đấy. Kéo nó dài lên. Lấy hai ngón tay cho vào. Lần đầu là chuyện ấy. Lấy cục bé bé thôi. Lấy hai ngón tay gắp. Kéo lên cục. Các bạn đợi tí nha, Hiếu Siêu Nhân đang gắp. Đây. Ê. Vẫn chưa lấy được natri. Cứ lên lại tụt xuống. Đổ ra hết đi. Đây. Đây là gãy gú của chúng ta. Và đây là cục natri của chúng ta. Và bây giờ Hiếu Siêu Nhân sẽ trực tiếp cắt. Yeah. Lấy miếng to không? Miếng vừa phải thôi. Thế này nhá. Cắt để xuống đất cắt. À, cho cái cục này ra đây. Bốc khói xong lọc. Đúng không? Chưa? Đây. Mang cái cục này ra ngoài kia đi. Cái này phải cho hai cục. Hai cục nữa. Ừ. Thôi thì hai cục đi. Đây. À, từ từ cắt nó tôm nhỏ nhỏ ra. Bấm bấm đi làm Trang bấm xem nào. Rồi vẫn chạy. Nào. Bây lùi ra xa. Đây. Được rồi. Và bây giờ Hiếu Siêu Nhân cho xem natri. Đây thưa các bạn, đây là natri. Đấy. Chưa? Còn đây là chai nước. Và bây giờ đấy, Phong Xẹo sẽ bịt nắp, còn Hiếu Siêu Nhân sẽ cho vào. Cậu, ok. Cậu đừng có tử vong nhé. Và bây giờ bắt đầu. Hai cục thôi nhá. Ừ, hai cục đi. Nhấc máy lên nha cậu nhé. Nhớ nhá. Ừ. Cẩn thận nhá. Ừ. Không được tử vong nữa nhá. Ừ. Hello, vừa một cái thí nghiệm quá tuyệt vời. Bây giờ bọn mình sẽ thử xem là liệu rằng cái khí thoát ra ở cái natri khi tác dụng với nước này là có làm cho nhấc bổng được cái chai này không. Bây giờ mới là khó, thấy chưa? À, Hiếu Siêu Nhân đề nghị lấy thêm natri nữa đi, chứ ít như này thì lượng khí thoát ra ít, vì cảm cái này to này cơ mà. Đấy, và bọn mình sẽ thử xem nếu được là bọn mình sẽ quay được ác đây. Ok, nhất trí. Ok, nhất trí. Wow.
Chứ chưa? Đừng đừng. To quá. Ít thôi, ít thôi. Cắt lấy nửa thôi. Ngon, tuyệt vời. Xoắn 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 vào. Đậy cái lắp kia nha. Vai, cẩn thận kia. Thưa các bạn, và bây giờ Hiếu Siêu Nhân có Nari. Đâu, Nari đây, Nari. Rồi, ở đây phong xẹo. Và bây giờ mình sẽ ăn nút cái này vào để xem là có hiện tượng gì xảy ra. Ok không? Thấy anh chưa? Một. Không được tử vong đâu nhá. Hai. Vâng, thưa các bạn, thí nghiệm của chúng tôi đã xong. Nghiêm cấm các bạn này sử dụng những cái thí nghiệm này. Và đây là cái sản phẩm đấy. Chúng tôi tưởng là nó bay lên nhưng bây giờ nó nổ mạnh quá, nổ tan tác chim muông. Và xin trả lời các bạn, rất may mắn là phong xẹo với Hiếu Siêu Nhân là chạy rất nhanh, cho nên không có vấn đề gì xảy ra, được chưa? Tất nhiên là chúng tôi cũng chuẩn bị các cái tình huống phụ trợ sẵn rồi. Và đây là Trang Ngun, đấy, đây là Hiếu Siêu Nhân, đấy chưa? Đây phong xẹo. Và nếu các bạn thấy video hay, hãy like, share và comment và ủng hộ cho bọn tôi làm nhiều video hay hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa. Và xin ủng xin chào và hẹn gặp lại DMP. Về lắm. Nào thôi rồi. Chuẩn bị Hiếu Hiếu như cái này nha. Ok chưa? Không kịp, cháu không phải lo lắng về cháu xoáy. Mà nó vào đây bởi vì nó phải phá vỡ cái lớp màng bình thường, sau đó nó mới phản ứng. Thì thời gian tốc độ phản ứng cậu tính bình thường của nó, một cái cục bé như thế này là 30 giây. Vậy bây giờ một cái cục lớn như thế để phá vỡ cái lớp đấy, để 30 giây thì không nổ có 30 giây đâu. Đây này, cái kia là nó nổ, còn đây là cháu bịt cái này vào cơ mà. Rồi nè, chơi. Bắt đầu đi. Đó, bắt đầu đi. Cháu nhìn xem nó có thấy hai người không? Có. Cái này ấn vào đây là được. Ấn luôn nhá. Rồi. Nào. Nhìn thấy không? Tắt rồi. Tắt đây đâu. Tắt thì cháu giữ cái đoạn này, giữ này. Đấy, động tay vào. Đấy. Có đúng hai người không? Rồi. Nào, nhìn thấy đúng hai người không? Rồi. Nhìn thấy Hiếu không? Có. Nhìn rõ. Ok. Ôi. Ôi. Nhanh bảo trì máy quay, nhanh bảo trì máy quay. Bảo trì máy quay lên. Nhìn chưa? À, bắt đầu đi. Rồi ấn vào đâu à? Ấn rồi. Ấn rồi. Ờ. Rồi rồi. Chạy chưa? Rồi. Nào.